Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, Tủ sách Tín Thác đang gửi đến anh chị em cuốn sách thứ 3 mang tựa đề Hành trình lòng thương xót. Đã gọi là hành trình thì chắc là phải dài. Và hành trình thì có trước, có sau và có sắp tới, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong hành trình lòng thương xót, mời anh chị em và các bạn lắng nghe những chuyện kể thời chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa cách đây 5 năm, 10 năm. Có những chuyện mới xảy ra 1, 2 năm. Có những chuyện mới xảy ra 1, 2 tháng hay là mới vừa xảy ra cách đây có 1, 2 tuần. Hành trình lòng thương xót phong phú ở chỗ đó. Hành trình lòng thương xót có nhiều lôi cuốn hấp dẫn vì nó không dừng lại một chỗ. Di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, hết sự kiện này đến sự kia. Và chỉ có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là lòng thương xót. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt ấy cho thấy dù ở đâu, dù làm gì, dù con người nào cũng dính đến lòng Chúa thương xót. Và hôm nay mời anh chị em và các bạn đã nghe bài số 52 trong hành trình lòng thương xót với tựa đề Tình yêu và tiếng vĩ cầm. Tình yêu và tiếng vĩ cầm. Có những tình yêu rất lạ lùng, đi vào thơ, vào nhạc. Một thời người ta cuồng lên trước màn ảnh nhỏ với chuyện tình Romeo và Juliet, rồi thằng gù nhà thờ Đức Bà, rồi tiếng chim hót trên bụi mận gai, vân vân. Vậy bây giờ, khi thác lũ của lối sống hưởng thụ đang cuốn đi từng ngõ ngách đời, những tình yêu lạ lùng tuyệt diệu đó, thưa anh chị em và các bạn, có còn không? Câu chuyện dưới đây sẽ thay câu trả lời, đồng thời cũng là món quà gửi tặng đến các bạn trong hành trình lòng thương xót. Chàng Trương Chi giấu trong tiếng vĩ cầm. Đã 2 năm nay, mỗi buổi chiều, cả một cộng đoàn đông đảo cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã quen với hình ảnh chàng Trương Chi, Trần Quốc Toản, mái tóc bồng bềnh, lưng gù, vai đeo cây vĩ cầm, lái xe máy 3 bánh tự chế, chạy vào tận sân nhà thờ. Họ theo dõi không phải với ánh mắt nhìn thương hại xót xa, mà là những mến yêu trìu mến. Những bạn thiện nguyện tíu tít đỡ anh qua từng bậc tam cấp giao đường. Tấm lưng gù rạp trên đôi chân dị tật khiến anh di chuyển hơi khó khăn. Nhưng lát nữa đây, khi bắt đầu thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, với anh đó là thiên đường, là huyền nhiệm. Lúc ấy đôi tay anh sẽ bay lượn trên thanh kéo của cây vĩ cầm, cái đàn violon. Chàng Trương Chi thực sự sống và thăng hoa. Kỳ lạ ấy bắt đầu từ một cái duyên, và từ đây tình yêu nảy nở. Khuyết tật và rất nghèo đã khiến anh gần như tách ly khỏi cuộc đời. Quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu, vợ chồng Toản không có cái gì sinh nhai, họ kéo nhau lên thành phố Sài Gòn. Thuê căn phòng nhỏ, người vợ đi thu mua ve chai, sạc cẳng cả ngày, kiếm đủ miếng ăn là quá giỏi. Còn đâu mà mơ mà mộng hảo, dù là rất thương chồng. Toản ủ rũ và héo mòn vì mơ ước chơi vĩ cầm mà ngày nhỏ được học hành chút đỉnh, đành xếp xó.
cùng với đống ve chai góc phòng của người vợ tảo tần. Cái buồn khiến Toản lang thang ngoài phố. Chiếc xe ba bánh đưa Toản tới những giáo đường. Chưa hẳn bởi kính, bởi tin vào Thiên Chúa. Toản đến chọn một xó nào đó và giỏng tai nghe tiếng nhạc của dàn thánh ca vọng ra du dương và huyền nhiệm. Trái tim Toản thổn thức. Trong đáy sâu con tim khốn khổ trỗi lên tiếng vĩ cầm. Tiếng vĩ cầm của chính Toản và chỉ mình Toản biết. Toản tìm đến hay Chúa dẫn dắt Toản đến, chính Toản cũng không hay. Chỉ biết là một buổi trưa hè nắng đổ, Toản có mặt ở nhà thờ. Người đông thật đông đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Toản cũng chỉ loáng thoáng nghe vợ bảo rằng là ở đó có nhóm cầu nguyện chi chi gì đó. Nghe đồn là cầu nguyện rất linh, nhiều người được ơn. Chỉ vậy thôi. Và Toản đến. Ơn ích chi chứ, Toản xót xa trong lòng. Làm sao có thứ ơn để một kẻ gù và què như mình được chơi vĩ cầm trong nhà thờ? Không có cửa đâu. Chơi vĩ cầm, những người cao ráo, nhà giàu, đại gia, những cô, những cậu, thiếu nữ, xinh xắn, sang trọng, quý phái. Trong đắng cay, Toản thoáng ngỡ ngàng khi một bạn thiện nguyện tươi cười dẫn anh đậu xe dưới một bóng cây. Cô gái thiện nguyện ấy mỉm cười thân thiện, kèm theo một câu nói đầy ưu ái. Anh à, anh để xe ở đó nắng quá đó anh. Anh đưa xe vô gốc cây có chút bóng rợp cho nó đỡ nắng anh ạ. Kìa, có một dòng chuyển động người và người. Đông, rất đông. Nhưng lạ một cái là không hề hỗn loạn, không hề mất trật tự. Dòng người ấy như là nước chảy, quần cuộn mà lại êm đềm, cứ trôi, cứ trôi. Bà con đổ lại khi thấy cha Linh hướng tươi cười, mồ hôi nhễ nhãi, mặc đồ bình dân, chân đi dép, bước vào sân giáo đường. Rồi một cảnh tượng Toản chưa từng thấy bao giờ. Cha giải tội cho con cái ngay giữa sân dưới nắng đổ gay gắt. Từng đoàn người xếp hàng trước tòa cáo giải. Giữa một rừng người quỳ cầu nguyện giang tay, khấn vái, kinh cầu, thành kính. Lần chuỗi, mân côi, chuỗi lòng thương xót. Toản tự hỏi trong lòng. Có chuyện thế ư? Người ta có thể giao hòa với Chúa và với nhau đẹp đến thế ư? Toản buột miệng kêu thầm. Lạy Chúa, biết đâu có phép lạ thật chắc. Và điều lạ lùng xảy ra ngay tức khắc khiến Toản muốn ù tai. Bởi người linh mục ấy rời tòa giải tội, rẽ đám đông đến. Ông không đi vào giáo đường mà tiến đến ngay bên cạnh Toản. Hình như là cả thế giới chao đảo. Mắt Toản như mờ đi. Toản không nhớ cuộc đối thoại giữa hai cha con hôm đó diễn ra như thế nào. Toản chỉ nhớ duy nhất là Toản lắp bắp trả lời. Dạ, 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 con biết chơi vĩ cầm, con biết kéo đàn violon. Và linh mục ấy mỉm cười. Toản như mụ mị cả người khi cha hỏi. Sao lại không nhỉ? Khi con bước được một bước, hãy cố gắng để thêm một bước nữa. Cậu đoàn lòng thương xót Chúa tiếp nhận tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, mồ côi. Còn hãy đến đây chơi vĩ cầm trong thánh lễ. Kính lòng thương xót Chúa nhé. Cứ đến đây, mỗi ngày, mỗi tuần. Đừng chôn giấu nén vàng Chúa trao cho con. Và mở ra một trời mơ ước. Quả thật, sau buổi gặp gỡ ấy,
một trời mơ ước mở ra cho chàng trai khuyết tật. Mơ ước được chơi vĩ cầm, bởi vì vị linh mục không hề nói đùa. Bởi vì cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót ở đây với mọi nỗ lực chắp cánh ước mơ và giảm bớt khổ đau cho người nghèo, kẻ khuyết tật, cơ nhỡ, đó là có thật. Và như Chúa đã bảo với các con mình, những mặc khải Ngài dành cho những người bé mọn thấp hèn. Toàn xứng đáng lãnh nhận hồng ân, bởi vì Toàn bé mọn và yếu ớt, tàn tật nữa. Từ cái buổi hạnh ngộ ấy, cây vĩ cầm đứt dây lẫn trong góc ve chai được lôi ra trau chuốt. Sợi dây đàn đã đứt ngày nào được nối lại bằng tình yêu của lòng thương xót Chúa. Và để một ngày thứ năm trong tràn ngập yêu thương, chàng Trương Chi được các bạn dìu vào giáo đường. Tiếng vĩ cầm vang lên thánh thót. Tiếng đàn được Toàn khổ công luyện tập trau chuốt khớp với từng nốt nhạc, lời ca ấm áp, nồng nàn, réo rắt nhịp trầm bổng. Chính lòng thương xót Chúa đã đưa tiếng đàn ấy tới cộng đoàn. Trái tim Toàn không gù, đôi tay Toàn không què. Chúa chan chảy yêu thương lên cuộc đời của Toàn. Một khi Toàn đón nhận lòng thương xót ấy, nội lực Toàn bừng lên. Toàn thực sự sống một cuộc sống hữu ích và có ý nghĩa từ đây. Từ ấy, người ta thấy Toàn bon bon rong ruổi trên các con đường. Toàn đi kéo vĩ cầm không chỉ trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót mà còn ở các giáo xứ khác nữa. Người linh mục lãng tử, sau này Toàn mới biết mọi người thường gọi cha là như thế. Người linh mục lãng tử đã khéo léo giới thiệu Toàn với anh em. Những giúp đỡ rất tế nhị của cha đem đến cho Toàn công việc hợp sức mình mà không làm Toàn rơi vào cái thế của người bị thương hại. Toàn đón nhận tình yêu thương chăm sóc của cha để không phải lo khoản tiền nhà trọ nữa mà toàn tâm toàn ý lo cho việc nhà Chúa. Rồi vợ chồng Toàn cũng có được một đứa con. Trong căn nhà trọ nhỏ bé ấy có tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ. Ai bảo Toàn gù này không thể làm cha được? Vợ chồng Toàn òa khóc ôm con khi nhận được sự yêu thương cụ thể mà anh em cộng đoàn lòng thương xót chăm lo cho gia đình Toàn. Quả thật, Toàn có được một món quà quá đẹp. Một đoạn đời thỏa mãn những ước mơ. Những gánh lo toan nhọc nhằn cơm áo được tạm cất đi. Toàn nhẹ bổng bay tâm hồn theo tiếng vĩ cầm mỗi thánh lễ kính lòng Chúa thương xót do linh mục lãng tử cử hành. Những tưởng tiếng đàn ấy sẽ vang vọng lên mãi cùng với nhịp lớn mạnh của cộng đoàn về số lượng và chất lượng. Thế nhưng vào một buổi chiều buồn, cung đàn đã đứt dây, phím đàn đã lỡ nhịp. Hạnh phúc khi vâng theo thánh ý Chúa, con người đến bất ngờ như kẻ trộm. Chúa đã từng nhắc nhở như thế mà đôi khi người ta mải mê thế sự nên quên mất lời Ngài. Này đây, Chúa dùng chính Toàn, một kẻ rốt hèn, như một minh chứng cho lời của Chúa. Đang vui với cảnh nghèo trong mái nhỏ gia đình và hăng say phục vụ cộng đoàn, Toàn đột ngột bị tai nạn giao thông và Chúa đến đón Toàn đi trong an bình. Người thân bàng hoàng, cộng đoàn lặng đi, nhưng trong mất mát ấy vẫn nhận ra lòng thương xót của Chúa. Toàn đã được Chúa yêu đến thế nên Toàn và người thân học lấy cách yêu người, thứ tha cho người gây ra tai nạn. Chúa biết và lòng thương xót của Ngài lại tỏ hiện. Toàn được đưa về nhà quê của mình và nhắm mắt ra đi về nơi vĩnh hằng trong vòng tay của những người thân yêu. Toàn nằm trong lòng đất mẹ đợi ngày phục sinh hoan hỷ. Sáng mai ngày chủ nhà thờ sẽ đổ đưa tiễn một linh hồn, nhưng
tiếng chuông ấy không não nề thảm thiết. Sống dài hay sống ngắn nào có quá là quan trọng nữa đâu. Sống vì nhau, sống cho nhau, ấy mới là quan trọng. Ánh sáng lòng thương xót của Chúa rọi đến để con cái Chúa nhận ra chân giá trị sống trong đời. Mỗi chiều thứ năm, hàng hàng lớp lớp người đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, nhất là những người trẻ, cùng nhau lướt qua hờ hững những tụ điểm ăn chơi, những nhà hàng sang trọng, những tòa nhà lộng lẫy nguy nga, những quán ăn mắc tiền, những giấc ngủ trưa. Họ đội mưa đội nắng đi qua những sắc màu phù du ấy, đến cầu nguyện và dâng kính lòng thương xót Chúa trong thánh lễ. Nơi ấy, Chúa cho họ gặp gỡ con người là hình ảnh của Chúa, mở ra cho họ lẽ sống, cho họ thấy giá trị đích thực của cuộc sống là biết cho đi, biết chia sẻ, biết yêu thương và phục vụ như anh Toản gù với cây đàn violon. Từ đây, cộng đoàn không còn được nghe tiếng đàn réo rắt của Toản nữa, vì anh đã mang theo tiếng ví cầm về bên Chúa từ nhân. Giữa Chúa và anh, giao kết yêu thương thật là trọn vẹn. Tạ ơn Chúa và chúc mừng phúc lộc của anh, một chàng trương tri đã hiện hữu giữa cộng đoàn, như một minh chứng cho lòng thương xót hài hà của Chúa, và mời gọi mọi người biết xót thương nhau qua việc thứ tha, yêu thương và phục vụ. Amen. Xót thương chính là nơi con hằng tựa nương. Lòng Chúa xót thương không hề vơi khi đã yêu thương. Lòng Chúa xót thương chính là nơi Chúa trao thân mình, giang đôi tay ban phúc trường sinh cho trần gian hướng một ơn hai quỳnh. Lòng Chúa xót thương mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời già nồng. Lòng Chúa xót thương.